Khi Ấn Độ hứng chịu làn sóng dịch Covid-19 thứ hai, những khu hỏa táng trên khắp đất nước rực lửa suốt ngày đêm. Điều này không chỉ do số ca tử vong vì Covid-19 tăng đột biến trong thời gian qua, mà còn vì phong tục hỏa táng người chết ở đất nước này. Tại thủ đô New Delhi, nhiều người vẫn phải chờ đợi mòn mỏi bên ngoài trên những chiếc xe cứu thương xếp hàng dài. Tại một số nơi, xác chết nằm dọc bên đường trong nhiều giờ. Dù chính quyền đã yêu cầu tăng số giàn thiêu, song vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vậy, tại sao người Ấn Độ lại muốn được hỏa táng tới như thế? Người Ấn Độ vốn theo đạo Hindu tin rằng, nếu một người được hỏa táng ở bên bờ sông Hằng, cho cốt của họ được thả xuống dòng nước linh thiêng và tinh khiết này, vòng luân hồi sẽ kết thúc và đến được Niết Bàn. Một người điều hành hỏa táng bên sông ở New Delhi cho biết, theo đạo Hindu, không có lửa, linh hồn không thể được giải thoát hoàn toàn. Ngoài ra, hỏa táng là truyền thống lâu đời của người Hindu, vì vậy, tạo sự thay đổi trong truyền thống này là rất khó. Những bậc thang dẫn xuống sông Hằng được gọi là Ghat, hoạt động suốt ngày đêm và mọi ngày trong năm. Đây là nơi cúng dường và tiến hành nghi lễ. Phần lớn các Ghat phục vụ nhu cầu tắm rửa của người dân, và một số khác là nơi cử hành nghi lễ hỏa táng người đã qua đời. Có một thực tế đáng buồn là nhiều người già dành cả ngày ăn xin trên đường phố để dành dụm tiền cho tang lễ cuối đời của mình. Với những người phương Tây, cách tổ chức tang lễ này nghe có vẻ rùng rợn. Còn đối với người Ấn Độ, đây là một nghi lễ quan trọng và mọi người đều vui vẻ nếu người thân, bạn bè của mình được nhập cõi Niết Bàn.